achieved with CryEngine. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất miễn phí trên PlayStation 4. Đó là tựa game Warfax. Tựa game Warfax này là một cái tựa game là khá là quen thuộc đối với những ai mà đã từng chơi Warfax ở trên PC. Trên PC thì đây cũng là một cái tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất miễn phí. Ở Việt Nam thì tựa game đã từng được phát hành bởi VTC Game, nhưng mà cái bản Warfax của VTC Game phát hành nó rất là nát bởi vì hack cheat nó rất là nhiều. Cho nên là ngày hôm nay là khi biết được khi mình biết được là có Warfax miễn phí ở trên PlayStation 4 thì mình đã thử chơi thử cái trò này. Và ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tựa game là Warfax ở trên PlayStation 4. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhá. 3 2 1. Ở đây có rất là nhiều chế độ này. Battle Royale là cái chế độ giống như kiểu PUBG với cả Call of Duty Black Ops 4 ấy, free to play này, đấu đơn này. Nhiều quá. Thôi mình sẽ chơi cái chế độ quen thuộc nhất là chế độ Team Deathmatch. Vâng. Boom. Boom. Tựa game Warfax này thì đồ họa của nó là khá là đẹp, nhưng mà nó cũng khá là đơn giản. Texture của game nó cũng khá là đơn giản. Và tựa game này chạy rất là mượt mà ở 60 FPS, theo mình thấy là như vậy. Có thể là khi các bạn xem video của mình thì các bạn sẽ không thấy được game chạy ở 60 FPS, bởi vì là cái bộ ghi hình của PlayStation 4 nó chỉ cho phép là xuất ra video 30 FPS thôi. Nhưng mà hiện tại mình đang chơi ở đây, tựa game nó đang chạy mượt mà ở cái chuẩn khung hình 60 FPS. Ngày trước thì mình đã từng chơi Warfax của VTC Game phát hành, chơi một vài lần, và mình cảm thấy là Warfax của VTC Game phát hành nó khá là cục chuối. Hack cheat rất là nhiều, hack xuyên tường này, hack auto headshot này, hack ambot này. Cho nên là mình chơi được một vài lần là mình bỏ luôn. Mặc dù mình thấy cái tựa game Warfax này, bản VTC Game nó rất là có tiềm năng. Và khi chơi bản PS4 này thì mình khá là hy vọng cái tựa game này sẽ hack thành công, bởi vì đây là một cái tựa game bắn súng miễn phí rất là hay. Gameplay của nó khá là giống với dòng Call of Duty. Và quan trọng là chơi trên PlayStation 4 thì chắc chắn là sẽ không có hack cheat rồi, bởi vì là PlayStation 4 bảo mật của nó rất là tốt. Chúng ta đang ở trong phòng chờ. Mỗi một bên team deathmatch nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tính ra là 8 người một team. Vậy là cả phòng sẽ có 8, 2, 16. 16 người. Vậy thì bắn nó khá là loạn sờ ngò đây. Trong cái trò nào cũng thế, cái chế độ team deathmatch này thì luôn bắn nhau rất là điên cuồng. Bắn nhau hồi sinh, bắn nhau hồi sinh. Trong video này thì mình sẽ thử chế độ team deathmatch này trước, và sau đó mình sẽ thử tiếp một cái chế độ nữa. Cái chế độ Battle Royale, cái chế độ sinh tồn ấy, thì có lẽ là các bạn sẽ tự trải nghiệm thôi, bởi vì mình chơi bắn súng ở trên PlayStation 4 khá là kém. Nếu như mà chơi ở cái chế độ đấy, chế độ Battle Royale đấy mà mình bắn chết một cái là lại phải ngồi nhìn đồng đội chơi, nó buồn cười lắm, lại còn mất thời gian của các bạn nữa. Cho nên mình sẽ chơi cái chế độ Team Deathmatch này cho nó nhanh, nhịp độ game nhanh, và người xem cũng sẽ cảm thấy không bị nhàm chán. Vâng, chúng ta đã bắt đầu. Ui, mình đã thấy nó sắp thó trên kia. Chúng nó đang
dùng súng bắn tỉa cam ở trong nhà để bắn vỡ đầu mình luôn được. Mình là thằng chết đầu tiên. Kiểu game rất là mượt mà, mạng wifi của mình rất là đông người sử dụng, có 7 người đang sử dụng cơ, nhưng mà game chơi vẫn rất là ổn. Mình chọn server Hồng Kông, một thằng sắc nó rút súng lục ra nó bắn phát vỡ đầu mình kìa. Team của nó đang áp đảo team mình luôn. Thằng cứu nạn này chuyên móc lốp này. Hai người luôn, hai kill bay vào đây. Úi rồi, úi rồi ôi, 4 kin rồi ôi, quá đỉnh. Thôi vỡ mồm rồi, hiện tại mình đang đứng đầu giết 5-3. Mình bắn gà này mà đứng đầu thì đảm bảo team này dẹo nó chắc. Ở đâu đang dẫn đầu này, team nó lại vượt lên rồi, vừa váy phát là team nó. Hình như mình vừa bắn thằng team mình hay sao ấy. Đối với những ai đã quen chơi những cái game ở trên PlayStation 4 này rồi thì những cái game bắn súng trên PlayStation 4 rồi thì chơi cái trò Warface này sẽ rất là dễ dàng thôi. Mình không hay chơi game bắn súng trên PlayStation 4 lắm mà mình thấy trò này nó không quá khó. Quá khó điều khiển, chắc chắn là bắn sẽ không nhạy bằng kiếm chuột rồi, nhưng mà bắn bằng tay cầm cái trò này nó cũng rất là dễ điều khiển. Mình giết 6-5, đang tụt xuống top 3. Sặc, rõ ràng mình bắn nó ăn một đống đạn mà nó vẫn bắn lại được mình, chả lẽ do cái súng này yếu quá chăng? Vô lý vờ lờ. Quét lại bị móc, để nó công đến tận nhà rồi. Các anh này đang đứng để cho mình lên. Trò này có một cái rất hay, đó là có thể phối hợp được đồng đội nếu đồng đội hiểu ý nhau. Ui ui, mạng lag. Chắc là có ông nào đó ở dưới phòng đang vào wifi mở qua thấp dưới ít video rồi. Mạng đỏ lom này. Nếu như mà chơi trò này thì các bạn nên chơi server Hồng Kông. Vô thằng đẹo. Server Hồng Kông thì ở Việt Nam mà chơi server Hồng Kông thì game sẽ rất là mượt mà. Mẹ nó bắn shotgun kìa. Như các bạn thấy mạng của mình đỏ lòm này, Hoàng Trung Anh 26 mạng đỏ lòm. Nhưng mà chơi từ nãy đến giờ thì thi thoảng bị đứng một tí là do wifi nhiều người sử dụng thôi. Còn đâu thì vẫn rất là mượt mà. Mình đang chơi ở server Hồng Kông. Hai mạng. Thằng kia đâu? Ra đây. Úi, úi, úi rồi ôi. Ba mạng. Nằm hốc chó à. Ông này ông ra KS mạng của mình. Thôi không sao. Sặc, lại là cái thằng chui lộ chó này. Khốn nạn thật. Mình giết 10 trên 10.
Với một cái mạng đỏ lòm này thì biết không bị âm mạng cũng là một cái kỳ tích rồi. Đấy, cái thằng lũ chó kia nó bắn mình thốn vậy. Đấy, chắc chắn phải phục thù với thằng khốn nạn đấy. Bọn sniper nó bắn từ xa. Rồi không dây lưa nữa. Mình bắn súng tanker để mình sẽ phải kiếm những cái chỗ nào giao tranh thì nó ác liệt. Ra mấy cái chỗ đông không mông quạnh đấy, chỉ tổ để mấy thằng kia nó bắn thôi. Mình sẽ phải đi lên cầu thang, xong rồi là mình sẽ ném bom với thằng chó chết đấy. Không giết được nó thì quyết quyết hôm nay là tự cung. Đứng cam ở đấy luôn cả. Chả lẽ hôm nay lại phải tự cung thật. Kéo nhé. Chết rồi. Thấy chưa? Đã bảo là hôm nay không giết được cái thằng khốn nạn kia thì sẽ tự cung rồi lại. Triple kill luôn, ba mạng luôn. Mẹ, lại chui ra lỗ chó. Khốn nạn thật. 10 bạn, chết 13 trên 5, mình đang nằm ở top 3 nhưng mà lại bị âm hai mạng. Thằng lộ chó cho chết chưa? Chết rồi. Anh à. Giết 14, chết 16. Khi mình đang dẫn trước nhưng mà cái khoảng cách nó không quá xa, kẻ địch có thể là rộng phản lại bất kỳ lúc nào. Bọn này bắn súng bắn tỉa ác thế, chúng nó dùng tay cầm PS4 mà bắn súng bắn tỉa vẩy tâm vẫn như thần đấy. Không biết là chúng nó có dùng phụ kiện tín chuột không nữa. Một thằng, hai thằng, ba thằng, sỏi ơi, ui. Dẹo nữa dẹo. Ông kia đã chui vào trong ngách chó. Bốn thằng. Ui dồi ôi, giết 4 thằng xong rồi nằm xuống. Giết 18, chết 18. Mình tụt xuống thứ 5. Wow. Xong kia giết 17, chết 21 mà ông ấy lại trên mình là thế nào? Nani? Ở đâu ông ấy giết 18, chết 14 chứ. Mình chết 18 thì mình đứng dưới ông ấy là đúng rồi. Bắn lại được mình. Thằng cha đấy nó biết được là chu lộ chó đã bị bắt bài cho nên là nó sẽ phải ra ngoài sông phi. Vâng, và bây giờ là tỷ số của mình đã vô cùng cách biệt so với kẻ địch rồi. 146, team địch có 116. Thằng kia lại bắt đầu chu lộ chó ấy, đủ má nó. Hết giờ. Và mình đã thắng được ở cái round này. Vâng. Mình đứng trong top 5.
Nhưng mà hình như do mạng lag quá. À đâu, mạng mà không lag thì mình không bị giật mấy phát thì mình còn ngon nữa. Thì mình đã chiến thắng ở trong cái map farm và có vẻ như không không thoát ra để chọn chế độ được rồi. Nó vào luôn cái trận tiếp theo, vậy mình sẽ sang luôn trận tiếp theo cùng với các bạn. Một cái phụ kiện gì đó. Shotgun Silent. Vâng, tất cả mọi người đang ở trong phòng chờ để chờ đến cái trận đấu tiếp theo. Trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu ở trong sân bay. Trước kia mình chơi ở bản Warfake VTC thì mình đã từng chơi ở cái map này rồi. Bản Warfake PC, bản PC do VTC Game phát hành thì nó khó hơn bản trên PlayStation 4 nhiều, bởi vì chơi bằng phím chuột thì tất cả mọi người đều chơi với cái mức độ phản ứng, mức độ nhắm bắn rất là nhanh, mà mình thì chơi game bắn súng mình không giỏi cho lắm, cho nên là chơi bản trên PC thì toàn là ăn hành. Nhưng mà chơi bản trên PlayStation 4 này thì có lẽ là do cái tay cầm PS4 này ấy, nó cái độ phản ứng của nó chậm hơn là trên PC, cho nên là đối thủ của mình thì nhắm bắn nó cũng sẽ chậm hơn, và nhờ đó thì mình sẽ có được một chút ưu thế, hoặc có thể do may mắn nữa, cho nên mình thắng cái trận vừa rồi. Có rất là nhiều trò free to play trên PlayStation 4 về cái thể loại bắn súng này. Những ai mà muốn giết thời gian, muốn chơi game online chung vui cùng với bạn bè mà không muốn phải bỏ một cái khoản tiền lớn. Vâng, tiến công đầu luôn. Đã bị triệt hạ. Những ai mà muốn chơi game bắn súng chung vui với bạn bè, chat voice, hét chửi nhau ở Mỹ mà không muốn cần phải bỏ tiền mua game hoặc là bỏ tiền mua gói PlayStation Plus thì chúng ta có hoàn toàn có thể chơi những game miễn phí này. Thường thì người ta nói là của rẻ là của ôi, nhưng mà mình thấy rằng cái game Warface này thì dù là game miễn phí nhưng mà chơi khá là hay đấy chứ, không kém gì những cái trò trả phí như Call of Duty cả. Đậu má, một phát shotgun ạ. Mình ghét mấy cái thằng shotgun thế không biết. Tại mình chết chủ yếu toàn là vì sniper với cả shotgun thôi. Mình sẽ tìm kiếm một cái lối đi riêng. Úi rồi ôi, mẹ giật hết cả mình. Mẹ nhảy xuống ngay trước mặt luôn, nó bắn. Đậu má. Lần này thì team của mình vẫn đang dẫn trước, nhưng mà dẫn trước thì với hai mạng thôi. May quá, có anh kia đi đầu rồi. Sống chết như thế nào thì anh ấy chịu. Đậu má. Đi đấy. Mẹ, nó dùng súng bắn tỉa nó cam trên đấy luôn. Chắc là nó biết là mình sẽ chui qua đấy. Chết năm, chết năm. Ủa ơi con mà. Nó bắn giật hết cả mình. Ủa mẹ. Ui, ở đây có cái motor.
cái motor này mà dẫm vào kiểu gì cũng chết. À cái motor đấy nó mà khè lửa ra kiểu gì cũng chết. Trước mình bị một lần rồi. Mẹ. Chui lên đây là có cái thằng shotgun. Cái bọn shotgun này đứng gần nguy hiểm vãi trưởng ra. Đấy, mẹ vẫn là cái thằng shotgun giết một lúc hai người. Mày chết. Đậu má. Xiên bố mày à. Lại một thằng shotgun nữa. Đậu má. Ô, mình đã được cứu. Có anh cứu thương anh ấy cứu mình. Các anh đừng cãi hết, ai cũng có phần. Vẫn chết, mẹ. Chui hết ra che cái tầm bắn của mình. Mẹ tanker đang đứng bắn thì mẹ đứng ở đằng sau mà cover đi. Mẹ cứ chui ra trước mặt tầm đéo không biết. Oh, chui ra đấy lại bị thằng cái nó cam rồi thì đau lắm. Đi cái đường này vậy. Đậu má, lại là cái thằng lồn shotgun. Đậu má nhà mày nữa. Giết 6 chiếc 9, đậu má số đẹp vãi. Đồ họa của tựa game này thì nó khá là đơn giản thôi. Nhưng mà cũng theo mình thì đây là một cái tựa game mà đồ họa. Một tựa game free mà đồ họa khá là đẹp. Bay hết ra rồi. Súng của mình nhiều đạn, chắc là chỉ bắn được cái tự ly đi, cỡ đi tầm trung thôi chứ bắn ở tầm xa là bị mấy cái bọn súng trường, mấy cái bọn sờ đít nó pha nó chết. Hai thằng nó bắn. Ôi, trận này mình tốt phong độ quá, trên 6 chứ 11 này. Team thì đang bị đùa sát nút. Mẹ thành tạ cho team rồi. Bắn như lủng vái luôn. Ôi, ném hết làm gì? Hai thằng. Giết 8 chứ 12, mình đang dần lấy lại phong độ. Chỉ vì âm có 3 mạng thôi. Ôi, anh này cam kinh đấy. Ha. Pèo pèo hai phát thằng bên kia dẹo luôn. Ô ô, shotgun kìa. Mẹ, chúng nó ca vào cái đầu đấy rồi. Mình phải cho quả lựu đạn ở đấy mới được. Mẹ, cay vãi. Shotgun này nguy hiểm thế. Đúng là đéo thể lên máy bay được không? Để chạy qua mẹ lối khác không? Hảo đặt bom hẹn giờ ở đây này. Vãi, bị súng lục của người bắn chết. Lục vãi. Lục cái này không sao nổi. Mẹ
gần bét luôn kìa. Cái map vừa nãy thì mẹ xong phi như thần. Map này thì phế vãi cả đái. Rồi, team thua rồi. Một thằng té rồi. Hit and run. Bắn chết không té. Xong lại quay lại. Phát hiện mình phải đi lối khác vậy. Hai thằng một trăm một trăm hòa nhau rồi. Bám đuổi sát nút trong khi chỉ còn có một phút nữa. Anh này gạo một thôi. Sợ vãi. Đáo chạy đến đấy nữa. Vẫn kéo được một thằng xuống địa ngục. Mẹ nó, bọn shotgun này. Toàn ca mà trên máy bay thôi. Tiểu bắn nhanh thế. Mình già hết, mẹ bọn nó bắn nhanh nhìn lên phát rồi. Đã thấy chết rồi. Không lên. Hết thời gian. Úi thắng rồi đi mẹ. Thắng cách biệt đúng một bàn, mẹ may vãi cả đái. Lần này không có trong top đâu, mẹ gần bét. Đúng là trận trận mình xanh thì thắng cách biệt, trận mình phế thì được các anh này gánh. 117 mạng, bọn kia 116 mạng. Thắng cách biệt đúng một bàn, đúng một mạng luôn. Mình thì giết 11 chết 8, âm 7 mạng. Trận này phế quá. Nhưng mà vẫn đéo là cái thằng giết 4 chết 14, headshot 1. Ôi mình còn đéo có headshot rồi cơ. Đó còn có một headshot, mình đéo có headshot nào. Vâng, và chúng ta vừa trải nghiệm mà hai ván Deathmatch. Team Deathmatch của cái tựa game Warface trên hệ máy PlayStation 4. Mình cảm thấy đây là một cái tựa game khá là đáng chơi, thật sự. Nếu như mà có bạn bè, có thêm bạn bè thì mình sẽ rủ bạn bè cùng chơi cái trò này. Mình cảm thấy rằng đây là một cái trò chơi khá là đáng chơi, đồ họa đẹp, gameplay rất là hay, chơi rất là vui, có nhiều chế độ nữa. Các cái chế độ kia thì mình sẽ dành thời gian ra mình thử sau, nhưng mà sau khi chơi hai trận team deathmatch thì mình thấy cái trò này rất là vui. Mạng của mình, mặc dù mạng wifi của mình khá là kém, nhưng mà chơi cái tựa game này như các bạn thấy, ở cái trận vừa rồi gần như mình không bị gặp một chút lag hay delay nào cả. Trận đầu thì có một chút, trận thứ hai thì không bị lag một tí nào cả. Mình chơi server Hồng Kông. Trò này có thể cho là chọn tất cả các cái server mà các bạn muốn khi bắt đầu vào game, chứ nó không gán một cái server cố định nào cho chúng ta cả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình, và mong rằng là mình sẽ có thể là được chơi cái trò chơi Warface này cùng với các bạn. Các bạn có thể thấy ở trên góc màn hình ấy là cái nick PlayStation Network của mình, đó là Hoàng Trung Anh 26. Nếu như ai muốn chơi cái trò này, lập team chơi với nhau thì hãy để lại Nick PlayStation Network ở dưới comment, hoặc là hãy bình luận góp ý cho mình những cái điểm mình còn thiếu sót khi làm video. Những cái bình luận của các bạn thì sẽ là những cái động lực để cho mình sửa đổi và khiến cho video của mình tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.